một điều răn mới, yêu thương luật Chúa muôn đời, cho con một lời dấu yêu. Con ơi hãy yêu mến nhau theo gương thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến thân mình, hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân tình yêu chính nhân. Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến yêu nhau, yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ thầy. Cho con ngàn lời yêu dấu vẫn không bằng chính gương thầy. Hôm nay thầy dùng nước đây, đôi tay dựa chân chúng con. Con ơi ngần ngại chi nữa, nay con làm cũng như thầy. Con xem thầy là Chúa con, mà thầy giữa chân từng người chúng con. Yêu thương là điều răn mới, anh em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Bài ca của ông Mô-xê. Sách Đệ Nhị Luật, chương 32, từ câu 1 đến câu 44. Trời hãy lắng tai, này tôi sắp kể, đất nghe cho tường lời lẽ miệng tôi. Giáo huấn của tôi như giọt mưa thánh thót, lời tôi dạy bảo tựa xương móc nhỏ xa, khác nào mưa rơi trên nội cỏ, giống như nước đổ xuống đồng xanh. Này tôi xưng tụng thánh danh Đức Chúa, trời đất hãy suy tôn Thiên Chúa ta thờ. Người là núi đá, sự nghiệp người hoàn hảo, vì mọi đường lối người đều ngay thẳng. Chúa tín thành, không mảy may gian dối, người quả là chính trực công minh. Những đứa con mà Chúa đã sinh ra không tì ố lại lỗi đạo với người, ôi nòi giống lưu manh tà vậy. Hỡi dân tộc ngu si khờ dại, ngươi đáp đền ơn Đức Chúa vậy sao? Há chính người chẳng phải cha ngươi, đấng dựng nên ngươi, đấng tạo thành, củng cố. Hãy nhớ lại những ngày xưa tháng cũ, và ngẫm xem từng thế hệ qua rồi. Cứ hỏi cha ngươi là người sẽ dạy, thỉnh bậc lão thành, họ sẽ nói cho nghe. Khi đấng tối cao định phần riêng cho muôn nước và khiến loài người khắp ngả chia tay, thì người vạch biên cương cho từng dân tộc theo số các thần minh. Nhưng sở hữu của Đức Chúa chính là dân Chúa, nhà Gia-cóp là cơ nghiệp của người. Gặp thấy nó giữa miền hoang địa, giữa cảnh hỗn mang, đầy tiếng hú rợn rùng, Chúa ấp ủ, Chúa lo dưỡng dục, luôn giữ gìn, chẳng khác nào con ngươi mắt Chúa. Tựa chim bằng trên tổ lượn quanh, dục bầy con bay nhảy, xòe cánh ra đỡ lấy, rồi cõng con trên mình. Duy một mình Đức Chúa lãnh đạo dân, chẳng có thần ngoại bang nào bên cạnh Chúa. Người cho nó phóng ngựa trên các vùng đất cao trong xứ, nó được ăn hoa màu đồng ruộng. Người cho nó nếm mật ong chảy ra từ hốc đá, nếm dầu từ tảng đá hoa cương, nếm sữa bò chua và sữa chiên dê, với mỡ chiên con, chiên đực miền Ba San, mỡ dê đực với lúa mì tinh hảo. Người uống máu trái nho,
đã hóa rượu nồng. Giờ Su-run mập ra, nó hất chân đã hậu, ngươi mập, béo, phát phì. Nó đã bỏ Thiên Chúa, đấng đã làm ra nó. Núi đá độ trì nó đã khinh thường. Chúng thờ các thần xa lạ khiến người phải ghen tương, làm những điều ghê tởm mà trêu giận người. Chúng tế những quỷ không phải là Thiên Chúa, tế những thần chúng không biết, những thần mới vừa mới đến mà cha ông các ngươi đã không khiếp sợ. Núi đá sinh ra ngươi, ngươi lại coi thường. Ngươi quên Thiên Chúa, đấng đã sinh ra ngươi. Đức Chúa thấy vậy thì khinh miệt, vì con trai con gái người đã trêu giận người. Người phán, ta sẽ ẩn mặt đi không nhìn chúng, để xem hậu vận chúng ra sao, vì chúng là giống nòi tráo trở, những đứa con chẳng chút tín trung. Chúng đã thờ các thần không phải là Thiên Chúa, khiến ta phải ghen tương. Thờ những thần hư ảo mà trêu giận ta. Ta sẽ dùng một dân không phải là dân, khiến chúng phải ghen tương. Dùng một dân tộc ngu si mà trêu giận chúng. Phải, lửa thịnh nộ đã bùng lên trong ta. Nó đốt đến tận đáy sâu âm phủ, thiêu hủy đất đai với cả hoa màu, làm chân núi đồi bốc cháy. Trên chúng, ta sẽ trồng chất tai ương, sẽ vóng hết mũi tên của ta vào chúng. Khi vì đói, chúng phải hao mòn, vì sốt, vì ôn dịch tàn khốc mà phải tiêu tan. Ta sẽ gửi đến chúng nanh thú dữ, với nọc của loài bò sát trên bụi đất. Ngoài thì lưỡi gươm sẽ làm chúng mất con, trong thì là nỗi kinh hoàng. Cả trai tráng lẫn người trinh nữ, trẻ đang bú cũng như người bạc đầu sẽ chung số phận. Ta đã phán, ta sẽ đập chúng tan tành, làm cho loài người chẳng còn ai nhớ tới, nếu như ta không sợ kẻ thù xúc phạm. Đối thủ chúng chớ có hiểu lầm mà nói rằng, chúng ta cao tay hơn, tất cả điều đó đâu phải là Đức Chúa đã làm. Quả thế, chúng là một dân tộc phán đoán sai lạc, thiếu hạnh trí thông minh. Nếu là người khôn ngoan, chúng sẽ hiểu điều đó, sẽ thông suốt hậu vận của mình. Làm sao một người đuổi được 1.000 người, và 2 người khiến 1.000 người trốn chạy, nếu không phải vì núi đá của chúng đã bán chúng đi và Đức Chúa đã nộp chúng rồi? Vì núi đá của chúng không phải như núi đá của chúng ta, chính kẻ thù chúng ta đều công nhận. Nho của chúng lấy giống từ nho của Sơ-đôm, từ những cánh đồng của Gô-mô-ra. Trái nho của chúng là trái nho độc, chùm nho của chúng mới đắng làm sao. Rượu của chúng là nọc mãng xà, là chất độc giết người của rắn hổ mang. Điều này chẳng được giữ kỹ bên ta, được niêm phong trong các kho tàng của ta sao? Chính ta sẽ báo oán và đáp trả vào lúc mà chân chúng lảo đảo té xiêu, vì ngày chúng lâm nạn đã gần và vận hạn chúng đang sầm sập tới. Thật vậy, Đức Chúa sẽ xét xử cho thần dân, sẽ rủ lòng thương hàng tôi tớ khi người thấy rằng bàn tay chúng yếu đi và người nô lệ, kẻ tự do cũng chẳng còn. Bấy giờ người phán, đâu rồi các thần của chúng? Đâu rồi núi đá chúng ẩn thân? Đâu rồi những kẻ ăn mỡ lễ tế của chúng, uống rượu tế chúng dâng? Các thần đó hãy đứng lên và phù trợ các ngươi, cho các ngươi một nơi ẩn náu. Bây giờ hãy coi đây, ta chính là ta, bên cạnh ta chẳng có thần nào khác. Ta cầm quyền sinh tử, ta đánh phạt, rồi ta lại chữa lành. Không ai cứu khỏi tay ta được. Phải, ta giơ tay lên trời, ta nói, ta sống đến muôn đời.
khi ta mài lưỡi gươm sáng lóe của ta. Khi ta ra tay xét xử, thì ta sẽ báo oán các đối thủ của ta, sẽ đáp trả những kẻ ghét ta. Ta sẽ làm cho các mũi tên của ta say máu, gươm của ta sẽ ăn thịt, máu những người bị giết và những tù nhân, thịt đầu các thủ lãnh quân thù. Hỡi các dân tộc, hãy reo hò mừng dân Chúa, vì người bắt đền nợ máu các tôi tớ của người, báo oán các đối thủ của người và xá tội cho đất, cho dân của người. Ông Môsê cùng đến với ông Hosea, con ông Nun, và nói cho dân nghe tất cả những lời của bài ca này. Luật là nguồn sống. Sách Đệ Nhị Luật, chương 32, từ câu 45 đến câu 47. Khi ông Môsê đã nói xong tất cả những lời ấy với toàn thể Israel, thì ông bảo họ: Hãy để tâm vào tất cả những lời mà hôm nay tôi cảnh cáo anh em. Hãy truyền những lời đó cho con cái anh em, để chúng lo đem ra thực hành tất cả những lời của luật này. Thật vậy, đó không phải là một lời trống rỗng đối với anh em, mà đó là sự sống của anh em. Và nhờ lời ấy, anh em sẽ được sống trên đất mà anh em sắp qua sông Giô-đan để chiếm hữu. Báo trước cái chết của ông Môsê. Sách Đệ Nhị Luật, chương 32, từ câu 48 đến câu 52. Chính ngày đó, Đức Chúa phán với ông Môsê rằng: Ngươi hãy lên ngọn núi kia của dãy Avarim, lên ngọn núi Nervo ở đất Moab, đối diện với Jericho, và hãy nhìn xem đất Canaan mà ta ban cho con cái Israel làm sở hữu. Rồi ngươi hãy chết trên ngọn núi ngươi sắp lên, và hãy về sum họp với gia tộc ngươi, cũng như Aharon, anh ngươi, đã chết tại núi Ho và đã sum họp với gia tộc. Bởi vì giữa con cái Israel, các ngươi đã không trung thành với ta tại mạch nước Meriva ở Kade trong sa mạc Sin, và bởi vì các ngươi đã không biểu lộ sự thánh thiện của ta giữa con cái Israel, nên ngươi chỉ được thấy đất ấy từ xa, chứ không được vào đó, vào đất ta ban cho con cái Israel. Mời cộng đoàn cùng hiệp ý với chúng con trong giờ khấn lòng thương xót ngày thứ tư, cầu cho những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối do thăm hồn con. Chiếu soi tìm bóng ma trong tình thương bát ngát, tìm an vui trong bàn tay hiền từ Chúa dìu đưa. Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con, lửa tình yêu, lửa huyền diệu, vui và biết Chúa ban nhiều thánh. Lạy Chúa, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng.
Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu đàn chịu trên vì con mà con đã ca lòng phan nghênh lối nghĩa cùng Chúa. Thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chưa cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dìm tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sai chưa cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nắn đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tàn sát xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xem kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, cảm thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thắng nơi Ngài. Chiều đôi núi tan về, năm nào Ngài chết treo con, thâm tự Ngài đã hiến dâng, mau đào để cứu chuộc con, và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim tuôn tràn tay xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con dâng yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha
là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy ơn chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy ơn chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy ơn chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Lạy Cha, đấng đầy lòng trăng ân, đấng duy nhân tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xung phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối.
mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn âm ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tôn, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin dùng chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria dân thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ám thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thị, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ngày thứ tư, cầu cho những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Chúa. Hôm nay, con hãy dâng lên ta những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết ta. Ta đã nghĩ đến họ trong cuộc khổ nạn đau thương của ta. Lòng nhiệt thành tương lai của họ đã an ủi trái tim ta. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của ta. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa là ánh sáng chiếu soi toàn thế giới. Xin hãy đón nhận vào trái tim vô cùng từ bi của Chúa linh hồn các người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Chúa. Nguyện xin ánh sáng ân phúc của Chúa chiếu soi họ, để họ cũng được cùng với chúng con tôn vinh lòng thương xót kỳ diệu của Chúa, và đừng để họ lìa xa trái tim vô cùng từ bi Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương đến những linh hồn các người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Cha, nhưng vẫn được ôm ấp trong trái tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Xin Cha dẫn họ tới ánh sáng phúc âm. Những linh hồn này chưa biết rằng yêu mến Cha là hạnh phúc cao cả. Xin ban cho họ thấu hiểu tình thương bao la của Cha đến muôn đời. Amen. Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sớm cùng mưu ma vậy vùng khóc làm chuyện trung. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô xin giữ người tăng cấm sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng giao người cho ác tâm quân thù. Đừng giao người cho ác tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Chúa ơi, con tôn kính Chúa. Chúa yêu con trao mình mau bình thường, vì thương chúng con nên đành tha mình, đem hiến dâng nuôi hột chúng tư hiền. Tình yêu thương nào ai đã bao đến, ôi kinh lạy Chúa ta trời cao. Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại, bánh có đủ mọi mùi thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình thập giá và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Lạy dâng thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ ra cho thánh nữ Margarita Maria biết lòng Chúa ương ao cai trị các gia đình giao hữu, thì hôm nay chúng con đến tung hô nhân quyền tuyển đôi Chúa cai trị gia đình chúng con. Chúng con muốn từ rày mà đi hằng ăn ở theo hành thánh Chúa. Chúng con muốn cho gia đình chúng con trổ sinh các nhân đức mà Chúa đã hứa cho kẻ giữ các nhân đức ấy được giữ bình an ngay từ đời này. Chúng con muốn xa bỏ tinh thần thế tục Chúa đã luân phạt. Chúng con nguyện giữ đức tin đơn sơ trọn vẹn để Chúa cai trị chi chúng con. Nguyện tận tâm nong nảy mến Chúa và năng hương lệ cho lửa mến hằng cháy luôn, để Chúa cai trị lòng chúng con, lấy trái tim cứng trong. Xin Chúa thương chủ tòa can khi chúng con hối hòm, chung lành cho mọi việc hồn xác chúng con làm, khu trừ các nỗi âu lo, làm cho nên thanh thiện các sự vui mừng. Xin dung đỡ chúng con trong các cơn phiền não, lạy trái tim Đức Chúa Giêsu. Nếu trong chúng con khi nào có ai vô phúc làm cứng lòng Chúa, thì xin Chúa nhắc cho nó nhớ Chúa vốn nhân từ thương kẻ có tội ăn năn. Khi gia đình chúng con có kẻ qua đời mà phải tan sầu ly biệt, thì mọi người chúng con kẻ quân người còn xin khâm phụng lệnh Chúa đời đời sơ đình. Chúng con sẽ tự an ủi lấy mình vì đã chắc rằng có ngày cả gia đình chúng con sẽ hợp nhau trên trời và hát mừng sự vinh hiển Chúa và cảm khen các ơn lành Chúa đời đời. Lạy trái tim cứng xanh Đức Bà Maria, lạy Thánh Tổ Phụ Giuse vinh hiển, xin hãy dâng việc chúng con dâng mình này lên cho Chúa. Xin hãy nhắc cho chúng con nhớ rằng trọn đời chúng con đã dâng mình cho Chúa. Vạn tuệ trái tim Đức Chúa Giêsu là vua và là Chúa cả chúng con. Amen. Con tôn vinh lòng thương xót Chúa, con ca khen lòng thương xót Chúa. Tình thầm giá trong cuộc cô đơn lòng
trần gian, chuông tội cứu con khỏi trầm loạn. Xin Ngài xót thương con cùng. Chúa Chúa ơi, biết lòng con đang xót xa. Vì tội lỗi con đã xúc phạm Chúa luôn. Chúa xót thương, dẫn về lối ngay đường lành. Tình của Chúa lai lắng biên trời mênh mang. Lạy Chúa, con ở dưới vườn sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa châm tôi, nào ai dỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán nương, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên. Vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.